Xin chào các bạn. Thời gian gần đây có một số bạn vào channel của Việt Designer, thì các bạn có hỏi mình là làm sao mà sắp xếp các video trên YouTube channel của mình nhìn nó chuyên nghiệp và gọn gàng. Thì như các bạn cũng đã biết thì hiện nay chúng ta đang sử dụng cái giao diện YouTube là One Channel. Giao diện này thì cũng mới gần đây, cũng gần 1 năm trở lại đây thôi. Thì cái cách để mà trang trí cho cái giao diện YouTube của mình nó chuyên nghiệp thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn một chút xíu. Như như các bạn cũng đã thấy, đây là cái YouTube channel của Việt Designer. Các video được chia ra làm nhiều nhiều mục như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là cái feature video, có nghĩa là cái video đầu tiên mà mình giống như là mình đặt nó là cái video mà đại diện cho channel của mình. Thì các bạn để ý nha. Khi mà mình muốn sửa hay là thêm hay gì đó thì các bạn có thấy cái dấu này nè, thì cứ rê chuột vào những cái chỗ này, các bạn sẽ thấy đó như thế này. Các bạn muốn chỉnh sửa gì thì các bạn sẽ chỉnh sửa thêm bớt gì, các bạn sẽ click vào đây. Cái này là đại diện cho cái nút edit, là nút chỉnh sửa. Thì các bạn xem cái này, cái video feature video này, thì mình click vào đây. Có hai lựa chọn, một là change trailer và remove trailer. Trailer đây là nghĩa là feature video á, thì các bạn không muốn có video feature các bạn remove đi. Còn nếu mà các bạn chưa có thì sẽ thêm vào. Còn muốn change trailer thì các bạn nó đây. Các bạn có thể chọn một cái video bất kỳ mà các bạn muốn làm video đại diện của cái channel của mình. Thì khi mà click vào xong rồi á, đây những video có sẵn, hoặc là các bạn có thể copy cái link như cái video mà các bạn muốn mà khỏi phải tìm trong đây mất công. Sau khi ấn xong rồi thì ấn save lại. Thì hiện tại thì mình đang chọn cái video intro của vị designer trên YouTube channel để làm video feature. Tiếp theo là các bạn xem xuống những cái đây. Đây là những cái block video mình chia ra từng mục. Thì cái này là recent upload, có nghĩa là những cái video mà upload mới nhất thì nó sẽ hiện trên cái block này, cái block này. Còn đây là mình chia block, đây là Photoshop tutorial, có nghĩa là những cái block này hiện cho những dành cho những cái video mà về Photoshop thôi. Thì cái này là playlist, cái này là recent upload, cái này là playlist. Thì cái playlist này tiếng Việt là danh sách phát video, thì mình chọn là Photoshop tutorial. Đây là một số playlist khác. Còn đây là popular upload, như những video mà được nhiều người xem nhất. Đây là toàn bộ cái playlist của mình. Làm sao mà để thêm bớt hoặc là sửa? Thì đầu tiên mình sẽ thêm nha. Thì các bạn để ý là ở cuối cùng trang sẽ có cái nút thêm, add a session. Lưu ý nha, mình đang sử dụng cái giao diện là tiếng Anh nên những cái từ ngữ mà mình nói là tiếng Anh, thì tiếng Việt thì nó cũng tương ứng như vậy thôi. Các bạn chú ý là nó những cái nút, những cái vị trí như thế này. Thì muốn thêm cái block nào á thì các bạn ấn vào add session. Mình sẽ dễ qua. Thứ nhất, bên đây là content, có nghĩa là cái nội dung mà các bạn muốn show ra. Còn đây là layout. Layout thì bao gồm hai cái dạng layout là horizontal row và vertical link. Cái horizontal row này á thì các bạn sẽ xem là nó dạng như vậy nè. Có nghĩa là video nó sẽ chia làm tối đa là 6 video. 6 video đầu tiên của cái playlist này. Những video á. Còn cái vertical link á là nó dạng như thế này. Vertical link thì nó nằm ngang ra vậy, nó không có chia ra từng 6 video mà nó chỉ nằm ngang ra một hàng thôi. Thì có cái nút chạy qua chạy lại nè. Đó. Chạy qua chạy lại như thế này.
thì có hai dạng layout như thế. Ok, thì xong layout còn cái content. Content thì bao gồm như thế này. Đầu tiên là về video, thì có những cái dạng video như này. Đầu tiên là cái popular upload thì nãy mình có add rồi, là cái những cái video mà phổ biến nhất, nói chung là nhiều view nhất á, thì nó sẽ cho thành blog. Còn cái recent upload này mình cũng có add rồi, thì đây là video mới nhất. Còn like, like đây mình không add. Thì like ở đây á, là những cái video mà bạn like thì nó sẽ hiện theo một blog riêng. Còn play now này, cái play now này là cái chương trình video, trình chiếu video trực tiếp, giống như là những chương trình mà trên YouTube mà nó chiếu trực tiếp sự kiện nào đó. Thì cái chức năng này thì ở Việt Nam mình thì chưa có thấy ai mà sử dụng nhiều. Thì cái dạng những chương trình trực tiếp như thế này thì cũng có thể chia ra từng blog riêng. Còn upcoming event với reverse event này thì cũng dạng như là cũng dành cho chương trình chiếu trực tiếp. Thì ba cái này thì các bạn phải có những chương trình trực tiếp nào thì mình sẽ show ra. Ok, tiếp theo là playlist. Playlist thì bao gồm 3 phần. All playlist. All playlist đây nghĩa là tất cả playlist. Là cái này nè. Nó sẽ được show ra thành blog riêng. Đó. Các bạn có thể chỉnh sửa cho nó là cái all playlist. Còn cái single playlist, cái single playlist này là mình sử dụng nhiều nhất nè. Có nghĩa là mình sẽ chia ra từng block playlist riêng trên channel của mình. Ví dụ như đây là từng playlist nè. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ đặt cái video đó trong một cái playlist. Chẳng hạn như là mình chia ra Photoshop, video về tập Photoshop thì mình sẽ chia ra trong cái playlist của Photoshop. Series dạy Photoshop CS5 cơ bản, hay là painting tutorial, Illustrator tutorial. Thì mình sẽ chia ra từng playlist riêng như vậy, để mà khi mà cái người xem, người ta khi vào channel YouTube channel của mình á, thì người ta sẽ thấy dễ dàng mà xem theo từng chuyên mục. Có nghĩa là người ta quan tâm đến Photoshop thì người ta sẽ vào playlist Photoshop, mà người ta quan tâm đến painting tutorial, có nghĩa là vẽ, thì người ta sẽ vào cái playlist của vẽ, dạy vẽ. Thì cái mà mình thường xuyên sử dụng nhất là single playlist. Giả sử như là bây giờ là mình sẽ tạo thêm một cái single playlist, làm cái playlist mới nha. Sau khi mình nhấp vào single playlist, nó cho thêm một lựa chọn nữa là mình chọn cái playlist của riêng mình hoặc là playlist của người ta. Thì nếu như là mình chọn cái playlist của người ta, chứ mà của một cái channel khác đó mà mình thích, mình muốn cho nó vào channel của mình, thì mình sẽ copy cái link của playlist đó vào đây. Còn nếu không thì mình chọn cái playlist của mình, thì mình ấn vào đây chọn. Đây là tất cả các playlist của mình. Giả sử như bây giờ là mình thêm một cái playlist về YouTube tip nha, và những cái thủ thuật về YouTube. Đây thì cái hiện tại là cái playlist YouTube tip của mình á, thì mới chỉ có 3 video thôi, thì nó sẽ hiển thị không có nhiều được. Thì thôi mình sẽ chọn một cái playlist mà nó nhiều video hơn. Giả sử như là cái video về Sony Vegas đi, thì nó có 6 video nè, vừa đủ luôn để mà chọn cái layout là horizontal row là như thế này. Nãy như là mình nói nhầm. Cái chạy ngang một hàng này là horizontal row. Còn cái thể hiện show đầy đủ 6 video như thế này là vertical link. Hồi nãy mình nói nhầm. Thì đây, bây giờ sử như là mình muốn đặt hàng ngang như thế này, thì mình chọn cái horizontal row. Còn cho nó 46 video thì chọn vertical click như thế này. Ok, đó xong hết. Mình sau khi mình đã chọn xong rồi, mình sẽ ấn đăng hoàn thành. Vậy là mình có một cái
playlist mới nữa rồi. Có nghĩa là mình thêm một cái playlist mà một cái blog chứ, một cái blog video trên cái YouTube channel của mình rồi. Thì mình sẽ giới thiệu thêm một số cái khác nữa. Có cái multiple playlist này là mình sẽ chọn nhiều video ở nhiều cái playlist. Nghĩa là đây là tất cả chọn một cái lốc này toàn bộ video của trên channel của mình. Còn đây là một cái video riêng, single playlist, nghĩa là mình chọn một cái tất cả video trong playlist thôi. Còn cái multiple playlist này thì mình sẽ chọn nhiều nhiều playlist, có nghĩa là giả sử như mình sẽ cho bạn xem đây, thì các bạn add playlist vào. Đầu tiên mình sẽ đặt cái tên tên blog, cái tên cho cái blog list này là chẳng hạn như là playlist hướng dẫn đi, thì các bạn sẽ chọn, thì cũng hai lựa chọn, một là chọn playlist có sẵn của mình, hai là sẽ đưa cái đường link playlist có sẵn ở ngoài vào. Để sợ như mình thêm After Effect, còn mình thêm tiếp là Facebook tip, mình thêm tiếp là Analytics, chúng ta có rồi, mình thêm Lightroom, Lightroom Tutorial. Để sợ như là mình muốn thêm ba cái playlist nào này vào cái phần playlist hướng dẫn, có nghĩa là ba cái playlist này là playlist hướng dẫn thì mình sẽ add riêng nó ra đó. Thêm một cái nữa đi cho nó đẹp ha, bốn cái cho đủ, thêm một cái nữa, thêm một cái là Sony Vegas đi. Ok rồi, bốn cái đẹp rồi, nó cân bằng đó. Rồi chọn kiểu hiển thị thì mình hiển thị cái kiểu horizontal này đi đó. Thì mình vừa thêm một cái blog playlist, cái là playlist này là playlist hướng dẫn, cái là những cái playlist này không phải như là nó như này nha, cái này là toàn bộ playlist của mình, có nghĩa là tất cả cái playlist của mình thì sẽ hiện tự động hiển thị ra hết như thế này. Còn cái đây là cũng là nhiều vị playlist nhưng mà chỉ những cái playlist là mình chọn thôi. Hình như là mình đã chọn maximum block rồi sao không thấy cái nút add nữa. Để xem mình xóa cái playlist này đi, ấn xóa là ấn cái thùng rác này nè. Vậy đúng rồi, hình như là có một cái chút điều mới ở đây, nghĩa là cái block video nè thì chỉ được chọn giới hạn trong bao nhiêu thôi. Để xem mình đếm nha, đây là 1, đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi hiểu luôn. Vậy thì có tổng cộng là tối đa trong một cái YouTube channel các bạn chỉ có thể là thêm được có 10 blog video thôi, một 10 blog cái blog video thì quá 10 thì sẽ không thêm được nữa, có nghĩa là không thấy cái nút add more video nữa, add more nữa. Thì thôi mình sẽ giới thiệu thêm phần cuối cùng trong cái chọn blog video nha, cái order là những cái phần khác. Thì cái recent activity này nè là show ra những cái video mà mình comment hay là mình like hoặc là mình subscribe hay là mình, nói chung là bất cứ hoạt động nào trên YouTube của mình thì nó sẽ hiện trong một cái blog. Còn cái recent poll này nè thì nó cũng tương tự như là cái recent upload này thôi, hình như là nó cũng là những cái video mới up gần đây của mình. Còn channel thì mình sẽ channel thì là mình sẽ list ra một số channel mà mình yêu thích, chẳng hạn như là channel về ca sĩ nào đó hoặc là gì đó. Cuối cùng là tab, tab ở đây có nghĩa là mình sẽ phân loại video theo từ khóa video. Đây là những từ khóa mà video mà mình thường đặt cho các video của mình đây, thì mình sẽ chọn một cái những video nào mà có 5 cái từ khóa đó thôi, thì cũng một dạng là phân loại video đó. Ok thì mình vừa giới thiệu xong những cái mà phần những cái nội dung, cái content blog video mà các bạn có thể add mới vào, thì bao gồm content và layout. Thì các bạn muốn add như thế nào, các bạn muốn thêm cái playlist nào thì các bạn sẽ tùy chọn theo ý mình.
Và cái quan một phần nữa quan khá là quan trọng đó là cách sắp xếp các block video. Các bạn bây giờ giả sử như các bạn tạo một cái video, một cái lock video mới, thì các bạn giả sử như là đây là một cái lock video mà mình mới tạo Sony Vegas, thì bây giờ là mình muốn đưa nó lên đầu, có nghĩa là mình muốn nằm trên đầu hay là nằm ở giữa, nằm ở dưới cái hàng series dạy Photoshop CS5 này chẳng hạn. Thì mình sẽ ở đây, bạn chú ý nha, có cái nút đưa lên nè, cái nút tiến lên nè, đó, đẩy lên. Đó, nó đã vượt qua cái hàng này rồi, cái nó trên này rồi. Đó, thì bạn hồi nãy là nó đứng cuối cùng nên nó không có nút xuống, tại vì ở dưới nó không còn ai nữa nên nó không có nút xuống. Ví dụ như này nè, thì các bạn khi mà ấn lên rồi thì nó sẽ nút xuống, các bạn muốn cho xuống lại thì cho xuống lại, không nên lên tiếp, hay lên tiếp, hay lên nữa, cho lên nữa, lên khi nào mà cho lên đầu luôn đi. Ủa ở đâu rồi? Ủa? À đây. Đang đem làm video này hả nên hơi quán gà xíu. Ok, vậy là cái playlist Sony Vegas này thì mình cho nó lên đầu tiên luôn rồi. Giả sử như là đây là playlist quan trọng nhất của mình, quan trọng hơn cả cái reset upload này nữa. Thành ra là mình muốn cho lên đầu. Chẳng hạn như là giả sử như là giờ mình đang tạo một cái sự kiện là video cuộc thi thiết kế video đi, thì mình phải up lên đầu tiên để mà các người ta vào, người ta sẽ dễ dàng thấy được cái sự kiện cuộc thi video này, người ta sẽ click vào xem và bình chọn. Thì nói chung là cái đầu tiên này thì thường là mình để cái reset upload, có nghĩa là những cái video gần mà mình gần đây nhất. Còn nếu mà giả sử như có sự kiện gì đó thì mình sẽ đưa cái hàng 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 đó lên đầu thay cho hàng reset upload này. Thì đây chỉ là cái block video mà mình làm demo cho các bạn xem thôi. Thành ra mình không muốn thêm cái lock này thì mình xóa đi, ấn vào edit và bỏ vào rác. Ok, vậy là nãy giờ là mình đã hướng dẫn cho các bạn sơ qua về cái cách sắp xếp video trên YouTube channel một cách chuyên nghiệp nhất. Nói chung là các bạn muốn video cái channel của mình nó trở nên hay hơn, đẹp hơn thì bắt buộc các bạn phải sắp xếp video nó khoa học hơn. Thì theo mình thấy thì cách sắp xếp video của mình thì cũng có thể là cũng còn chưa có khoa học lắm, thì trong thời gian tới mình sẽ xem xét và tìm cách bổ sung thêm cho nó hay không. Ok, thì ngoài ra ngoài cái video hướng dẫn này thì mình cũng có một số các video về YouTube khác. Thì nếu các bạn mà nào có đang quan tâm đến cái YouTube, tại vì như các bạn đã biết thì mình có thể kiếm tiền từ trên YouTube, thành ra là phải chăm chút cho nó hơn để có thể kiếm được doanh thu nhiều hơn. Thì sẵn đây mình cũng tiện đây mình cũng giới thiệu các bạn một cái bài viết trên diễn đàn về cách đăng ký YouTube Partner đây. Thì các bạn sau khi mà đăng ký được cái YouTube Partner này này rồi đó, thì các bạn sẽ có thể kiếm tiền được nhờ vào video của mình, nhờ YouTube mình. Mà nhớ là khi mà muốn kiếm tiền các bạn phải cố gắng chăm chút video của mình chứ không phải là đi copy. Copy thì có ngày thì nó cũng chết thôi. Đó, thì hiện tại là mình đang có 3 video về hướng dẫn YouTube. Đầu tiên là cái hướng dẫn về trang trí giao diện YouTube, có nghĩa là cái banner này nè. Cũng khá là quan trọng. Và những cái hướng dẫn khác, như chẳng hạn như là chèn lên website hoặc là chọn ảnh thumbnail, cái chọn ảnh thumbnail thì cũng khá là quan trọng nè. Nói chung là cũng có góp phần để mà trang trí cái channel của mình đẹp hơn á, video mình cũng trở nên chuyên nghiệp hơn. Đó, các bạn mà muốn xem thì các bạn vào cái playlist YouTube tip này, thì thêm cộng thêm cái video này nữa là 4. Thì sau này một thời gian nữa thì mình sẽ làm thêm những video về YouTube để các bạn tham khảo thêm nếu mà có update mới gì từ YouTube. Ok, vậy là cái video này đến đây kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì nếu mà các bạn thấy video này á, nó có ích cho các bạn thì các bạn ấn like để mà ủng hộ, để mình biết là có ai quan tâm. Còn nếu được á, thì các bạn, nếu ai chưa có subscribe channel của VDesigner á, thì các bạn ấn vào subscribe, đăng ký theo dõi để mà theo dõi những cái video. Ngoài những video đồ họa thiết kế ra thì còn những video khá là hay, chứ mà cũng hay không thì mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ hữu ích cho những người nào mà quan tâm đến internet cũng như máy tính. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.